Hello, xin chào các bạn, mình là Sang, chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Sang đi mua gà cho cô bé vô gia cư tội nghiệp này xong rồi, và bây giờ Sang mang đến chỗ cho gia đình của cô bé để cho cô bé ăn gà nướng cùng với gia đình ha. Các bạn thấy là trong cuộc sống của chúng ta, dài hay ngắn, vui hay là xấu còn tùy thuộc vào bản thân của mỗi người. Sang thì đối với Sang, cuộc sống của Sang thì không có gì đặc biệt, ngoài cái đi giúp vô gia cư này thì mới có cái đặc biệt thôi, chứ còn không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà Sang thấy cái cuộc sống của cô bé này, cô bé vô gia cư này, hoặc là nói cho tất cả những cô bé vô gia cư khác đi, Sang thấy nhìn chung là cuộc sống của họ sau này không có tương lai, thưa cô chú anh chị và các bạn. Đáng thương hơn, đáng thương, đáng tội nghiệp hơn là đáng trách. Cái đáng trách ở đây là tại sao mà ba mẹ của cô bé, ba mẹ của những cô bé khác, tại sao không kiếm những cái công việc nào đó để cho nó thoát khỏi cái cảnh vô gia cư, phải tìm đủ mọi cách. Nhưng mà đó cũng là cái câu hỏi chung của tất cả các bạn của Sang luôn. Thì cũng có câu hỏi, cũng có suy nghĩ cùng giống như Sang đó. Nhưng mà khi mà mình sống ở cái đất nước như thế này rồi, Sang mới thấy là rất là khó. Ngay cả bản thân Sang đi, ví dụ như có công ăn việc làm như vậy rồi thì mới nó không có, có là vô gia cư đó, là một người có công ăn việc làm, có công việc ổn định rồi, có nơi ở, nơi chỗ ở. Nhưng mà khi mà Sang không biết trước được nha, lỡ mà chỗ làm nó mà không có công việc một cái thì nào là tiền nhà cũng đang còn phải trả góp của mà, đúng không ạ? Cũng bấp, rất là bấp bênh. Bởi vậy là không nói trước được tương lai, thưa cô chú anh chị các bạn. Khi mà mang con gà tới cho gia đình của họ thì Sang thấy là cái ba của cô bé ăn ngấu nghiến luôn, còn đói hơn cả cô bé và người mẹ nữa. Sang thấy anh ấy mẹ cho người vợ thì cái cắn, nhưng mà anh ấy thì anh ăn cái thịt. Hầu như là Sang thấy ai trong gia đình của họ cũng đang đói cả. Thì Sang mới chợt nhớ ra có một câu hát như thế này là, thưa cô chú anh chị và các bạn, chắc có thể ai trong chúng ta cũng đã nghe cái bài hát này rồi, câu hát này rồi. Nhưng mà đối với Sang thì Sang mới nghe đâu đó hát được vài lần thôi à. Và Sang có nghe trong cái fan của Sang Thị Nở cũng có nhắc tới, thì Sang mới tìm lên á, thì Sang coi, Sang mới thấy là ồ, bài hát này rất là hay. Nhưng mà Sang không biết như thế nào nữa, nhưng bây giờ Sang sẽ hát thử coi nó có đúng với hoàn cảnh này không nha, cô chú anh chị và các bạn. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Thì Sang cảm thấy là ở đâu đó vẫn còn một số người, vẫn còn một số nơi còn gian khổ hơn chúng ta. Hiện tại thì Sang đang sống tại Bỉ, thì Sang gặp những người vô gia cư Romani đến Bỉ, thì Sang giúp được phần nào thì Sang giúp. Hy vọng là đến một lúc nào đó có dịp Sang về Việt Nam, nếu mà gặp cái trường hợp nào mà có duyên với mình ấy, thì mình cũng sẽ cố gắng mình giúp được chứ, ai được thì mình giúp thôi ạ. Đối với Sang thì Sang không có giàu có gì, Sang chỉ là một cái cô lau chùi dọn phòng ở khách sạn thôi, thưa cô chú anh chị và các bạn. Nhưng mà phía sau của Sang còn có nguyên cái fan Sang Thị Nở phía sau đồng hành cùng với mình. Đã vậy còn có những nhà tài trợ, phải nói những nhà tài trợ đó lúc nào cũng dang rộng cái cánh tay giúp đỡ cho những người vô gia cư ở Bỉ. Điều đó phải nói là những cái phần phước đó Sang nhận từ quý vị rất là nhiều luôn. Từ các nhà hảo tâm đó Sang nhận được rất là nhiều điều tốt đẹp. Từ nãy đến giờ cô chú anh chị và các bạn cũng quan sát thấy họ ăn rất là kỹ,
Nói chung là cả cái xương gà họ gặm cũng rất là kỹ càng và sạch sẽ. Đủ thấy là cái gà này nó ngon, và hơn nữa là họ cũng đang đói. Với lại Sang họ ăn kỹ như vậy thì Sang thấy cảm thấy là họ rất là quý cái phần thức ăn mình mua. Tại sao mà Sang chỉ mua một con gà cho gia đình 3 người? Thì thưa cô chú anh chị và các bạn, trời thời tiết ở Mỹ rất là lạnh. Hiện tại Sang quay cái video này thì lúc đó là nhiệt độ có 3 độ thôi, 2 độ thôi thưa cô chú anh chị và các bạn. Khi mà nhiệt độ nó xuống thấp quá, cái con gà này thì phải ăn nóng nó mới ngon. Còn nó nguội thì sẽ ăn không có ngon. Bởi vậy là cô chú anh chị và các bạn cũng đừng thắc mắc là tại sao mà Sang mua cho họ ít thế. Đó là lý do tại sao Sang mua một con thưa nha cô chú. Sang thì không có dám nhìn họ ăn, để cho họ ăn tự nhiên. Và Sang thấy là cái cameraman của Sang đứng đối diện là thèm lắm luôn rồi. Và ai trong các bạn đang là ngồi trước cửa cái màn hình và nhìn thấy họ ăn như thế này, thấy có ngon không ạ? Và có ai trong các bạn có đi đổ mì gói không? Đối với thị nở thì không có dám nhìn họ ăn đó. Thứ nhất là sợ họ ngại, thứ nhì nữa là mình cũng đang đói. Tại buổi sáng Sang đi ra ngoài đây, Sang giúp cho người vô gia cư mới uống có ly cà phê à. Sau đó rồi chạy ra với họ luôn. Tại vì Sang nghĩ là chiều nó mưa, cho nên mình tranh thủ mình đi buổi sáng và buổi trưa đó. Thì như vậy thì mình sẽ tránh được mưa. Ai dè đi ra ngoài đây mưa thầm tã, mà mưa còn lớn luôn đó các bạn. Và các bạn có muốn biết về những người mà Romani như thế này thì các bạn có thể tìm kiếm ở trên các trang mà Google. Thì các bạn tìm kiếm là người vô gia cư Romani, thì hoặc là bấm dân tộc Romani, thì các bạn cũng sẽ đọc được những cái thông tin về những người như thế này. Đa phần họ là những người theo đạo Thiên Chúa thưa cô chú anh chị và các bạn. Và ở đây thì Sang xin sử dụng cái số tiền của trưởng lão khất cái ở bên Đức. Trưởng lão đó có gửi cho ban chủ cái bang ở Mỹ. Thì cái số tiền còn lại mà Sang tổng kết hồi tháng 11 vừa rồi còn lại là 146,2 euro. Thì Sang xin tặng cho gia đình này, trích ra 100 euro đó Sang tặng cho gia đình này, được không trưởng lão khất cái? Và việc làm của Sang ngày hôm nay, Sang xin chia sẻ lại cho trưởng lão khất cái những cái phần phước mà Sang nhận được. Và Sang xin chia sẻ những cái phần phước này cho các bạn đang xem video Sang thị nở. Chúc các bạn bình an và khỏe mạnh. Anh ấy nói với Sang là cái phần gà và bánh mì này anh để dành cho bữa chiều tối anh ăn. Anh đưa qua cho bên người vợ, nhưng mà đưa qua bên đó cô ấy ăn vẫn chưa đủ no, cho nên cô ăn tiếp. Và bây giờ Sang sẽ lấy tiền 100 euro ra để Sang đưa cho gia đình họ, để cho gia đình họ vui. Ngồi cả ngày hôm nay Sang để ý là Sang thấy họ không có xin được cái gì. Thường thì người ta đi ngang qua, người ta chỉ cho một xu, có người cho mấy chục xu, người thì cho một đồng vậy đó cô chú anh chị các bạn. Trời mưa nữa, đa số họ là người ta che dù xong rồi họ đi luôn à. Đó, đây là cái phần tiền 100 euro Sang đã rút sẵn rồi. Bây giờ Sang sẽ trao cho gia đình của họ, và Sang trao cho cô bé, thế là cũng bỏ vô trong túi luôn cô chú anh chị và các bạn. Anh ấy chắp tay cảm ơn luôn ạ. Sang bật máy điện thoại lên để nói chuyện với họ, cho họ biết là cái phần tiền này của ông chủ của Sang, trưởng lão khất cái bên Đức, cho để cho họ biết. Îi mulțumim șefului tău și la dumneavoastră, și la dumneavoastră și la șef. Vă mulțumim foarte mult. Vậy là video của Sang tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn các bạn đã luôn xem và theo dõi Sang thị nở của chống Mỹ. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại. Và thưa ông chủ của Sang thưa trưởng lão khất cái, những cái phần thuốc mà Sang làm ngày hôm nay Sang xin chia sẻ lại cho trưởng lão khất cái, và Sang xin chia sẻ lại cho cô chú anh chị và các bạn đang xem video Sang thị nở. Xin bình an đến cho tất cả mọi người. Bye bye.
mặt người vô gia cư ở Bỉ cảm ơn trưởng lão rất là nhiều. Bây giờ Sang sẽ lấy cho cô bé đôi vớ nữa rồi đi ra tính tiền ha. Trưởng lão khất cái ha.